Tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Vật Việt Nam đã bế mạc giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia lần thứ 25 năm 2024. Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8, giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc có 134 vận động viên của 12 đoàn đơn vị ngành các tỉnh, thành phố. Tham gia thi đấu theo tính chất đối kháng cá nhân ở 22 hạng cân, lần lượt từ 41 kg đến trên 80 kg, ở hai nhóm tuổi chính từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 đến 18 tuổi. Đoàn Lâm Đồng có 11 vận động viên tham gia tranh tài ở hai nhóm tuổi ở các hạng cân chung. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên của các tỉnh, thành, ngành và là dịp để các võ sĩ trẻ thi đấu cọ sát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, thúc đẩy động viên phong trào tập luyện bộ môn vật dân tộc, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, góp phần rèn luyện sức khỏe, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của dân tộc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao tổng cộng 22 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi chính từ 12 đến 15 và từ 16 đến 18, lần lượt từ hạng cân 41 kg đến trên 80 kg. Trao giải nhất toàn đoàn cho đội Hà Nội, giải nhì Tuyên Quang, giải ba Thái Nguyên. Đoàn Lâm Đồng ở vị trí thứ 9 với một huy chương vàng ở hạng cân 51 đến 54 kg dành cho lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các hạng cân còn lại.